sẽ vào một team không? Có, chắc chắn là sẽ có một team nhưng mà sao? Có mỗi team mình thôi. Đô rồi. Đây, cô dưới rồi. Chung cư kìa. Chung mã. Vậy mày, anh bắn nổ lên, sắp thằng. chung cư hai team nhá. Okay. Cho bọn đó bắn nhau đi, đi mình qua sau. Anh đang cầm nó, anh đang khều. Bắn nhau rồi kìa. Tầm bộ vãi cả đá luôn đấy. Mình ngồi đây mình bắn. Mình bắn thầm xàm mấy ông này lốt hết đồ à. Làm chắc có đồ gì, đùa nhưng mà mang tiếng mấy cửa cứt ra. Đây, chắc có đồ gì luôn đấy. Chỉ qua hổ bơi cơ nhỉ. Hai tay hai khẩu sóc đỏ chơi bời gì. Sorry luôn nha, hiện tại thì full mất rồi. Hẹn luôn hôm khác nha. Chúng tôi có hai team nha, bọn nó đang bắn nhau ấy. Thà thì nghèo thế nhỉ. Đừng học, lúc nào chẳng nghèo. Có cái là kiểu đút nó dễ xong rồi là cần bo, bo nó sướng. Đút lên vậy. Trường học này chỉ đua hoặc là solo thôi. Squad vào đây, các bạn khám. Ok luôn. Không khác nha. Ra này. Đủ mấy nhanh vậy. Anh cần cái mũ 1 hay mũ 2? Mũ gì cũng được, cần cái mũ đội đầu thôi, nó bắt một cái đầu. Có mũ 1 này. Sắp hai chỗ này này. Hai có rồi. Ra rồi. Đủ mấy hai tay hai khẩu sắp rõ. Bắn nhau kìa. Không không. Không cấp đầu đi. Nghèo lắm. Ừ, ok, điều mạng nha. Chết thì thôi. Từ từ phải bắn, mình công sang mình bắn. Kìa chỗ kia có một tên kìa, nó đang lò dò kìa, thấy không? Nha, sắp lò này, chưa bởi gì. Rồi. Qua đây. Anh vừa cái được một mạng rồi. Thấy bắn nhau mà. Đúng rồi, lên em ấy. Bây, đây là mình. Từ từ, em xem có súng nữa, từ từ. Mẹ, nghèo cái cút ra. Có ai cả đấy. Nhà anh có người này. Ok, qua đây. Đấy. Tầng 2 rồi. Đù, bắn tao à? Ngân rồi. Từ nha. Anh nhìn thấy anh còn bom rồi. Lên. Thế méo nào auto sốc lò à? Nhảy đi đâu? Đây, lại đây mà nhặt súng của nó này. Mà hình như thằng này nó cầm lục hay sao ấy. Hấp dẫn, đâu? Ông ân, ông ấy lút rồi. Thằng ấy anh thấy nó cầm lục, lục 7 viên nó bắn. Thằng ấy chắc cũng nghèo thôi. Anh Lộc không livestream nha em. Hello anh em nha. Anh Lộc là do mình thuê 200k một giờ. Vào chỉ là gánh team thôi. Nên là sẽ không được phép là livestream. Và đừng sợ lìn nữa, nhiều ông lại tưởng thật đấy. Mình vào mình chơi thật mình thế đấy. Đây mình vào mình chơi với Phúc cho vui thôi anh em ạ. Thì hiện tại thì sao? Là mình sẽ mất cho anh Lộc là 6 củ một tháng. Ui, bom nhờ. Gánh team. Hiện tại mình đang bị cúm ấy, mặt nó hơi ngu rồi, mình ngại livestream á. Không cúm thì mặt nó ngu hơn nữa. Bây giờ có búa 2 đây thôi mà. Có rồi, nhặt đi. Cúm mày lâu khỏi thật đấy, một tuần rồi mà chưa khỏi cơ. Cúm phải ăn nhiều gà vào. Ăn gà vào lại càng cúm ấy.
cúng gà nữa. Mẹ có chưa có sở cốt cơ. Có sở cốt không? Anh vừa bắn boss thôi nha, sở cốt bác không? Anh có red dot, red dot thôi. Có dư không? Dư á? Ờ, nãy nhìn có cái holo ở bứt rồi. Nhưng giờ phải thuê ngay. Ủa, khu này vẫn đang còn người đấy nha. Mấy thằng kia lúc nãy mới nốc thôi. Hai team bắn nhau nhưng hai team đều vẫn đang còn người sao ấy. Sang rồi hốc đi. Ừ này, tìm nốt xem nào. Còn tên nào nữa không? Có súng cho UMP bên này này Phúc. Có AK M4 rồi. Ờ ngon. Nãy nghèo hơn anh, bây giờ giàu hơn anh đấy. Ui giời. Có dư nhiều đạn xanh không? Đạn xanh có 90. 90 à? Ừ. Anh còn 46 viên. Nghèo rất mồng tơi. Vì vậy thì Hoàng nghèo sao rơi em? Nước mắt. Cần phụ kiện cho M4 không? Hãm tia lửa này, mở rộng này, tay cầm. Mở rộng có rồi. Hãm tia với tay cầm, cảm giác. Có rồi. Hãm tia chưa? Có có pe thì lấy. Ừ, cái gì vậy ông thần này? Ông này anh vừa vào nhà ông bắn này sợ. May mà Mobi ABC là nốc vụ à. À, em lên tận thẳng ở trên đầu đây này. Từ từ đã đợi anh chút. Đang check khu này xem đã clear chưa. Nãy vẫn đang bot à? Cái gì vậy? Ông kia bắn bot rồi. Xem Rozok đã mở cửa cho Phúc. Đóng cửa hết. Em xuống nha. Ừ. Không thì lên để lấy xe xong rồi té luôn đi. Té vào bò đi. Tìm người bắn cấp đồ. Có sớm quá không? Từ từ em qua nhà em xem có cái đồ gì đáng giá không á. Nhiều lắm. Té đi, anh ngại lút con này á. Ok. Đạn xanh nha. À hèn gì ông này lút hết rồi. Được rồi, anh đủ đạn đủ máu bắn nhau rồi. Đi. Let's go baby. Phúc vẫn chưa có skin xe Dacia à? Chưa. Đâu ra đi. Thôi đây, vào luôn. Biển rồi. No. Thế sao có chồng đây, trước mặt. Phú. Có người, có người, có người. Mất kìa. Anh người vậy? Anh nghĩ là người. Xe được rồi. Anh nghĩ là người. Xuống. Vãi cả lục ạ. Đấy. Không còn nha. Hay quá nha. Mẹ một cuộc tàn sát đẫm máu. Đồ lát đây. Đồ. Lút đồ bắt cả đái thật. Bên đang có người này. Ô. Bot hai team à. Bot á. Đồ. Lâu rồi có trùng với 8 không? Không. À đây 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 đây. Mày cần lấy 6 không? Anh đưa 6 cho này. Có rồi. Lấy 8 này đâu ơi. Nè. Đây cầm cầm lại anh với. Lấy cái mặt nạ mở đây. Rộng. Đây anh chỗ này cơ. Vứt chưa? Đây. Đâu? Ai cần lấy 6 nhờ? Ông kia cần lấy 6. Có dư nước không? Anh xin ít nước rồi. Nước ở đây. Này.
Đi nhặt thính đi. Thính chỗ nào nhỉ? Đầu kia gần mình thôi. I got supplies. Đi 2 xe hay 1 xe? Đi 2 xe đi. À đi 1 xe đi. 1 xe có gì mà anh em bắn nhau nữa. Anh em ngồi xe, xe mất lốp rồi. Đây xe mình như này, xe mình đặc quyền. Nhặt ít đạn sạch nữa. Ok. Lại kiếm cái giáp 3. Bây giờ tôi lên xe bị lag sao ấy, lên xe là lag quá tức cơ. Ủa chết. Cái xăng mà. Quên mất. Nhật xăng mà đi tốt. Đầu tốt. Khói, khói đầu ấy nhở. Bây giờ sao còn khói nhá. Bắn nhau đấy giờ. Còn chứ. Còn đâu. Không còn. Đổ hết xăng rồi. Em mới xin đúng rồi. Không, không có. Té thôi. Em nghĩ là bo vào cầu ấy được ạ. Em đi lại cầu đi. Đi. Bo vào cầu thì ra cầu bắn nhau nó phê. Tính ở biển à? Ừ, chắc vậy hàng kia chạy ra biển kia. Tính ở biển này. Một viên vào đầu với lại một viên vào người đi không nốc. Trong khi con boss nó đội mũ 1. Cái này sao nó yếu vậy? À? Ờ. Thích nha, người xa phết đấy. Ngay bên kia đầu cầu luôn. Ngay được 2 bộ bán đi được 350 luôn. Thừa tiền luôn. Bắn gì vậy? Ok. Ui, tới tít bên kia cơ. Yên tĩnh nha. Tính cơ như chưa có ai lút đi sao ấy. Hay mình sang dạ. Mình hay là mình kiếm xe mình sang mình làm phát mỗi 3 giáp 3 ta. Thôi xe máy này. Đợi anh nhá. Đợi em anh. Sợ anh một tí không trở lại lắm. Yên tâm. Ờ cam đi. Hãy sang lấy mỗi 3 giáp 3 phát. Đi phải trở lại nha. Không đi hẳn nha. Giáp sau là anh... cầu canh bo luôn. Cam cầu mà mình chạy cũ qua cầu nên cam gì nữa. Qua là một qua đi à. Anh chạy hẳn qua cầu rồi. Bắn này đây. Đâu. Thính xem. Phúc thử đoán xem súng gì Phúc. Ốp. Chuẩn không? Chuẩn như laser luôn. Ui giời. Cái này là do ăn ở đấy. Anh lại phát được ốp ngay. Đâu như Phúc toàn nhập được MK14. Điên à. Bo cả về cuối thì nó càng được đồ ngon. Ai bảo vậy? Ngẫu nhiên. Rồi. Random. Kìa, lại một hòm thính nó rơi ngay chỗ mép mép bờ bên kia kìa. Chạy đi. Đi thôi, chỗ này clear, không có ai đâu. Biết đâu vậy, có sự ra là sao? Không có đâu. Đi nữa gì? Con sự của nó mà đã ra, nó ra từ trước rồi. Bỏ mới ra chứ. Không bỏ sao ra. Ờ, cũng đúng. Đấy, chờ đã. Rồi ấy đi, anh đứng đây. Ấy, có xe này, có xe. Có xe. Enemies ahead. Đâu, xe đâu? Đấy, khu nhà cà phê. Nhà nào?
Ủa mấy là thì cháu đang trong bo á. Ừ. Quay lại cầu. Rồi 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 hay. Có hai tên đấy. Qua thì liệu rằng. Ui, quả anh bắn ốp vậy. Có hụt. Nhỏ thế. Tội ông kia vậy. Thề mình thấy có nhân vật con nữ đội mũ hai. Mình bụp một phát mà hụt. Nhỏ quá. Ôi giáp ba nguyên này. Tổ thân với thành niên này tự nhiên chạy lại chỗ này. Chết oan. Không có người rồi. Cờ liên rồi. Đi đâu không đi, đi đúng vào cái chỗ này. Khổ thật đấy. Đau lòng. Thế cái ông lái xe ông ngáo ấy. Ô, đi bắn à? Đâu. Thử súng thôi. Rồi đi thôi. Bọn này đi bộ thôi nhờ. Bò ngay giữa đồng nha. Hấp dẫn nha. Này thì ngó này. Úi giời. Gắt. Lên thằng đá nha, thằng đá, thằng đá. Nốc, nốc thằng đá rồi. Lên luôn anh ạ. Chả phúc qua đã. Phúc qua cái này khắc bọt liền. Lo cái đầu là bay đầu luôn. Gọt đầu từng tên luôn. Á à, chà bắn mình kìa. Rồi lại bay đầu một tên nữa rồi. Lên tiếp luôn. Nhảy nhảy chứ nhảy với mình chứ. Đùa với ninja rùa. Let's go. Let's go. Baby. Thế như là team này có hai tên hay sao? Thằng kia thấy thằng kia bị nốc, thằng kia chạy xuống cứu luôn. Ba tên đi. Mũ ba này. Đông đấy, đang còn hai tên trong khu này nữa cơ. Đâu? Khu nhà này. Mẹ ra cái là giết liền. Ừ nha, ta ăn thầy cho có đồ gì nữa. Ui, lắm đồ bắt cả đáy. Liên chưa? Liên chưa? Liên liên, team này 4 thằng luôn. Bây giờ như vậy là chúng ta sẽ còn 4 đối 4. Ô, thích cần này đọc ơi. Đi qua xem có đồ gì nhá. Tích bát. Trời ơi, đang còn 20 mấy viên đạn ốc nữa mà chưa bắn được một. Chưa bắn hết được. Để coi nào, thính nào. Đô. Ô bắn à? 24. Được ốp mẹ anh bắn combo ốp luôn. Nghĩ gì vậy? Cuộc đời sẽ không có bao giờ mà cái chuyện tốt ra đâu. Nhặt tiếp hòn thính ở giữa đồng nữa này, vào bo luôn. Đâu? Đấy, hình như chưa ai chơi lút đâu. Hòn thính lúc ban đầu rồi. Hay sao? Anh nghĩ là chưa đâu, anh thấy nó đang còn mới lắm. Kiểu em nó vẫn đang còn zin đi. Bo bé rồi nha. Cố gắng nào. Đưa ra giữa đây và bắn nhau này. Trời ạ. Mọi người xem livestream chia sẻ giúp mình nha. Đây này hòm tính này. Được cái ốp nữa anh bắn hai, bắn hai cái ốp luôn. Một cái tham bắn vậy. Gần, một cái bắn gần, một cái bắn xa. Để lớn rồi ăn tham thế. Nhiều khi rồi đang bắn với. Đấy, thính này còn chưa lút mà, đang còn với tinh là xem nào. Ô ốp thật luôn. Anh bắn đây. Có ai bắn không?
tổ. Có ai bắn ốp không? Hồi bạn anh bắn lần gì? Ốp ra là còn gì chẳng có ai bắn. Bố tổ, combo. Ốp gầy là phải cái đáy. Rồi combo ốp, hấp dẫn. Đó, một cái bắn gần một cái bắn xa. Mày tham với cả đường. 40 mấy viên đạn ốp luôn. Thôi, có 4 thằng bắn gì nữa. Đánh bắn luôn. Chỗ nào ấy? Thôi bây giờ tôi giả thằng đâu bắn bừa mà. Bắn đâu không ấy? Thôi, có mỗi một cây ốp ba ông tranh nhau để anh nhặt luôn đi cho nó công bằng. Ôi bắn nhau kìa. Ừ. Đâu? Đây, vừa hiện ai cần giết người đây mà không nghe tiếng súng. Hình như là khu nhà trước mặt mình hay sao ấy. Ở đúng rồi, có xe dừng này. Anh nghĩ là nhà này này. Enemies ahead. Đâu? Đoán vậy thôi nha, chứ chưa biết được đâu. Xe kia là xe ngoài bộ. Đấy, chuẩn luôn đi mày. Chuẩn luôn rồi. Kìa, không nghe thấy súng à. Enemies ahead. Tiếng súng này. Ui, bị ông ở cách xa tôi 200m. Enemies ahead. Nghe bằng niềm tin à. Ừ, tham bất cả lìn ra. Thôi, tham gì. Cái này có mỗi cái ốp, ba ông nhường tranh nhanh nhau thôi. Anh nhặt luôn đi cho nó công bằng. Tham lắm mà rồi. Đau lòng. Đâu vậy? Trong nhà không biết đứng đâu nó bắn. Ơ có tên cuối này đùa. Ô. Đâu vậy? Cầm chảo đâu vậy? Chạy ra nó còn chạy vào khổ vãi. Đâu? Trong nhà đó ấy. Chém nó. Enemies ahead. Từ nha đầu nha. Đừng bắn nha. Ờ, anh bắn. Kìa nó kìa, đâu kìa. Một viên này. Đừng bắn nó. Chém nó đi. Một viên ốp rồi đấy. Bắn dọa thôi, đỡ tiếc ốp. Nào tao. Được. Đạn ốp đâu còn nhiều lắm. Đợi anh. Anh vào với. Trong nhà. Vào luôn đấy mày. Ê. Được rồi. Phúc phang nó được một phát nào chưa? Một phát rồi. Ờ anh phang nó phát chết luôn. Chào đây khỏe thế. Đâu không? Không ngờ ông đọc một ông mà tham vậy.